Hướng dẫn đăng ký và sử dụng ứng dụng siêu kết nối dành cho cộng đồng nữ lãnh đạo WeLink Social Network. Đầu tiên, bạn tải ứng dụng WeLink Social Network tại CH Play hoặc App Store tại mã QR. Tiếp theo, mở app WeLink sau khi tải về điện thoại. Bước 1, đăng ký tài khoản. Bước 2, nhập số điện thoại. Sau đó nhấn tiếp tục. Bước 3, điền mã xác thực 6 chữ số được gửi về điện thoại. Đây là giao diện trang cá nhân sau khi tạo tài khoản thành công, bấm vào mục chỉnh sửa trang cá nhân để có thể bổ sung thông tin. Hãy điền thông tin cá nhân của bạn để hoàn thiện tài khoản vừa đăng ký. WeLink Social app mang đến nhiều tính năng cho người dùng như là nhắn tin trao đổi miễn phí, tương tác với người dùng khác, khám phá và trao đổi với nhiều câu lạc bộ thuộc WeLink Global. Ngoài ra, khi nhấn vào thẻ của tôi, WeLink Social Network sẽ tạo riêng cho bạn một nền card online có mã QR code dễ dàng quét để tìm kiếm tài khoản của nhau. Bên cạnh đó, tại WeLink Social Network, bạn cũng có thể khám phá các video về talk show, sự kiện của WeLink Global, nghe sách dưới dạng video, đọc sách và tạp chí online. Hãy tải WeLink Social Network và trải nghiệm ngay hôm nay.